Việt Nam vô địch đã thắng ba trái, ba trái sao của cả làng. Trời ơi, cờ này đấu Việt Kiều mà. Trời ơi, đấu cộng đồng mà. 258 nha, làm quế phường không phải tầm thường. Đưa cô Phương lên phường nha, sáng ăn phở chuyện cái viên chuyện nha, đi đi hoài ế luôn rồi đó. Gì LGBT mãi đỉnh, em ly kỳ mãi đỉnh rồi, cảm giờ má. Ủa anh ghi gì vậy anh, cho mượn tiền xã hội hả? Gì xin xe đi xe đi xe bi kỳ Lâm đứng đầu nha, Lâm chơi gái gì Lâm nha bà con. Nói gì đi xe gì chứ LGBT, tự nhiên đi xe bị té là sao? LGBT, cộng đồng LGBT mãi đỉnh. Cộng đồng LGBT mãi đỉnh. Đúng rồi. Mãi cộng đỉnh. Đồng LGBT mãi đỉnh nha. Nói ba lần mãi đỉnh luôn gì chứ. Ôi, mua cái cờ bự hoặc bự đi, cao cỡ đồ dạ. Ta mặc vô. Cây cờ bự, cao cỡ đồ, mua quân cỡ quần. Hai đứa tao mua. Rồi, bây giờ chương trình uống lỗ nè. Chị trước, xiết đi. Không. Nuốt cái cờ đi trước. Nha, 258 nha, Lan Quế Phường. Sáng ăn phở chiều ăn cá viên chiên. Lan Quế Phường phải cầm cường, đưa con Phương lên cường. Nó heo chai hoài à. Mua số nha, cũng có bự như vôi mà đưa cái cờ nhỏ xíu sao mặt. Mặt chưa được vừa cái tay nữa. Mua không? Mua số ông đẹp quá vậy. Trời ơi, chết rồi cũng biết tiếng. Hello mà. Money one dollar. Trời ơi, cục này chắc chết quá. Anh số không? Không. Đẹp trai mà cũng mua. Đẹp trai không mua. Anh ơi, số không? Không. Đón thỏ đẹp quá. Đâu con thỏ nữa. Lấy số gì? Lấy cọp không? Hello. Money one dollar. Là tiền á. Người ta bị không có nói được. Gì? Vậy kiểu đâu. Vì kiểu má. Thấy không? Nè cái cờ chứ phải ghim vô đằng sau lưng này chứ. Ừ, làm mấy cái áo ra làm. Nguyên sao mà vô chúng bọc ngọt ở đá dập giấy hai lần đó. Ờ, bốn tờ khỏe không? Bốn tờ khỏe không? Xe coi. Đúng rồi, bốn tờ. Bên kia mấy tờ? Giờ còn khối là 6.000. Đủ rồi, khối là 6.000. Việt Kiều đưa luôn, em lấy gián triệu nha. Thôi đi đàng hoàng cho ta. Nè. Mày muốn lấy em nữa hả? Bậy quá. Rồi, cảm ơn khách đi. Có té dập mặt hai gần này. Cảm ơn anh nha, khạch ca, lại la. Kìa anh mua vé số kìa chứ. Kêu cảm ơn anh mua vé số ủng hộ nữa. Mua cái cờ bự đi, nhỏ xíu sao mặt. Việt Kiều tới chứ. Trời ơi, Việt Kiều vô hả? Trời ơi. Chết người luôn á. Trời ơi. Trời ơi đẹp quá vậy. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi Việt Kiều đẹp vậy. Thấy ai quen quen không? Đẹp. Ai biết ai không? Đa Quy. Biết ai không? Ê là Đa Quy bạn của Lé. Bạn của Lé. Trời nhìn sao da trời. Biết ai không? Biết ai không? Biết. Ai? 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 Sói. Sói. Cho mượn cặp vú nè. Mặt vậy không có vú sao đi. Trời ơi cặp vú ông nội. Ghê quá chứ. Trời ơi cặp vú rồi chứ rồi. Nhiều. À đúng rồi, trăm cảm ơn nha. Quy Nhung bán dâu này mấy chị ơi. Vợ của ông Lâm Mai Phai. Lộn rồi, Hồ Ngọc Hà. Quy Nhung. Hồ Ngọc Hà. Vợ của ông Lâm Mai Phiền. Để chúc ra đường đi kết quốc kìa. Tại vì chức dẫn đầu mà. Ngày chống thị thị cộng đồng LGBTQ là cũng là ngày thành lập của cộng đồng LGBTQ.
Ra lớn lên. Đó đi cất quốc đi mày ơi. Được rồi, ra cất quốc đi chứ rồi, lẹ chứ. Hoa hậu không chứ rồi. Di chức đi đầu đi. Hôm nay hoa hậu không? Di chức ra dẫn đầu đi. Rồi chứ rồi, hoa hậu không chứ rồi. Có ai mới chức đi cho lẹ không? Chồng hành này chắc ai được. Chồng hành này chắc. Có mặc quần xa lép không? Vô giữa. Vô chụp hình kìa vô. Vô giữa, vô giữa. Rồi chứ nằm xuống đi, nằm xuống. Thôi, không nằm nào. Đây. Lan Bến Phường nha, 258 nha. Nguyễn Tiểu Lò. Sáng ăn phở chiều cá viên chiên nha. Lan Bến Phường không phải cầm thường, đưa con Phương lên phường. Rồi bao đi đi, trước đi là mấy người này đi theo đi. Đi đâu? Đi đi đâu? Được, đẹp. Trời ơi là trời. Số không anh đẹp chặt. Đó Vivi muốn gì chết đi Vivi. Vô muốn đi. Đẹp không chứ? Ở đâu có vậy? Lụm ở đường á. Đi theo trước, đi theo xe nha, xe nha. Đi nhóm, cả nhóm ra cái phường ai cũng đẹp cả nhà ơi. Cả nhà chấm xem ba bạn bao nhiêu điểm thì cái này quay rồi mà. Quay đẹp cái gì má? Có mặc quần slip không? Thôi gì chứ cứ khui hàng coi ra hoài. Anh số không? Thôi số nó không có bán nha, không có bán với số nha nè. Số không chị, đâm lũng mắt mày à. Vậy số không? Chú số không? Mua đi chú. Bán hai tô phở gà. Ê, hai tô phở gà ở đây kêu nãy giờ. Nuôi số không? Ơi sửa bình xăng con áo đen đi. Kìa áo đen sửa bình xăng con. Sửa bình xăng con. Trời ơi đẹp quá vậy sao chịu nổi trời. Lấy cái bàn gì bự dữ vậy ông nậu đi. Có, bỏng bé vô. Dạ mày đẹp quá. Đẹp ra trước hả? Trong ba đứa chứ, chấm đứa nào đẹp nhất chứ? Phi Nhung. Phi Nhung phải không? Vợ cũng Lâm Mai Phan nha. Mày né hoài vậy Lâm. Phi Nhung cũng đẹp vậy chứ? Không. Không đẹp bằng Phi Nhung hả? Vui rồi chứ. À, chụp hình với người đẹp con, chụp hình với chất. Bà đẹp vui với số không bà đẹp. Đẹp dị hương. Rồi chứ hôm nay ngày cộng đồng gì chứ cảm thấy như thế nào? Đẹp dị hương. Ai vợ của Lâm Mai Phai nha. Ba Quỳnh Nhung. Ai nữa? Phi Nhung và có ai nữa? Ai nữa? Vũ Trường. Vũ Trường. Vũ Trường chứ không phải Vũ Trường. Vũ Trường nha, có Vũ Trường. Rồi tới ai nữa cuối cùng? Có em. Trời ơi. Có em đứng đầu nha. Việt Nam vô địch. LG Mickey mãi định. Mickey mãi định. Anh đẹp trai nhớ em không? Ba thằng
ba thằng vô đây đi giữ ông kìa. Quy Nhung, trời ông nước, Quy Nhung ơi. Quy Nhung, ba thằng vô rồi kìa. Quy Nhung, mày đi đâu đi hoài vậy? Quy Nhung, ba thằng vô, trời ông nước. Trong đó có bê tình yêu, thằng nào chưa yêu vô đi. Ờ, vô đó ngồi đi. Chớp sữa uống nước cho bà đó đi chớp. Thôi, tôi nhung đây mà. Chớp ơi, sữa uống nước cho bà đi, chớp ơi. Tiểu đại đi, cái gì cũng uống hết đi. Uống canh giác đi cho đẹp da. Mua số bà đưa về Hương. Chăm lộn xộn trước đi. Nè, Gia nói Hưng. Chăm lộn xộn. Mua đi chị Gia kêu cho. Mua đi để lát Quy Nhung xuống nước mày đó. Lấy 50 tờ kìa. Đó. Đó thấy không? Ta mở hàng hơn không? 3 4 5 5 tờ 55 ngàn. Mày mày chạy ra mày kêu cái viên chiên cho ảnh đi 100 ngàn lộn xộn. Trời ơi mày bưng nước ra kêu mày kỳ coi. Ê có giả vô mặt mày mày chằn dây gì có. Nè để chị ra kêu cho 100 ngàn phải không? Trăm ngàn lẻ ơi trong nhà. Trăm ngàn lộn mèo. Đại đi, trăm ngàn lộn mèo. Trời ơi. Rồi Vivi sửa sọn thêm chứ ơi. Có sọ kìa, hôm nay giá lộ đẹp quá. Đó mày thấy hôm nay mấy em đẹp không? Lát ra mua số nha, Việt Nam vô đập. Cây cây không tay. Nghĩ mấy bữa dài gần mổ rồi. Nè, gần mổ này nè bà. Tờ Việt Nam vô đập. Việt Nam chứ Việt Nam vô định. Cờ này là LGBT nha chứ, LGBT mãi định. Cờ em đi tin mãi định nha. MBT mãi định. Ra được ra, ra giữa đường đứng đi rồi la lên. Mày ra đi nó ủi cơ làm sao. Bỉ. Anh đẹp trai sữa không? Giống Việt Kiều quá. Ê lấy ốc nhà trốn đi. Nó quay hoài à. Không. Lấy ghế ngồi đi. Nè, cái nào cái đầu. Hay ghê. Rồi, mọi người ơi, hôm nay nhân ngày của cộng đồng LGBT thì hân trần chúc mọi người cũng như cộng đồng LGBT nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Mọi người xem mình nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho Hân Trần nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Chất bye bye mọi người đi, hẹn lại clip sau đi chất. Bye bye mọi người, hẹn lại clip sau. Thạch ca, lại la, lại la.